xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999. Thì hôm nay là mình đang có mặt tại khu vực Chí Hòa trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, để gửi đến các anh chị hình ảnh về giải tỏa mặt bằng tuyến metro số 2 tuyến Bến Thành Tham Lương. Thì xem người ta sẽ giải tỏa khu vực của Chí Hòa này như thế nào nha các anh chị. Thì tuyến metro số 2 này sẽ được khởi công vào quý 3 năm 2021 và đến tháng 10 năm 2020 thì phải bàn giao mặt bằng để bên công trình người ta nghiệm thu mặt bằng và chuẩn bị khởi công các anh chị. Thì các anh chị thấy rồi, thì qua bao nhiêu ngày giải tỏa thì bây giờ mọi việc cũng trở nên là ổn định và hình thành những căn nhà mới các anh chị. Bởi vì giải tỏa xong thì sẽ mọc lên những căn nhà mới. Một là người ta xây mới, hai là người ta phải sửa mặt tiền nữa đó các anh chị. Nên nhìn nhà có thể là mới hơn, khang trang hơn, đẹp hơn các anh chị. Bởi vì cái tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 này nó rất là kẹt xe. Nếu như không gấp rút xây dựng cái tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương này để giải tỏa ùn tắc cho đường Cách Mạng Tháng 8 thì một vài năm nữa thôi thì tuyến đường này sẽ kẹt cứng, không thể nào di chuyển được các anh chị. Bởi vì tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 là tuyến đường cửa ngõ phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh, nên lưu lượng xe các anh chị thấy rất là đông không. Bây giờ là khoảng 10 giờ sáng thôi mà không phải là giờ cao điểm đó các anh chị, mà các anh chị thấy xe rất là đông, rất là nhiều, di chuyển rất là chậm. Đường này nhỏ hẹp thì đi qua những cái chợ, qua những cái ngã tư thì di chuyển rất là khó khăn. Các anh chị thấy như bây giờ thì xe hầu như là di chuyển rất là chậm. Thì hy vọng khi hoàn thành đưa vào tuyến metro này, đưa vào khai thác và sử dụng thì sẽ giảm được lượng lưu lượng xe trên đường Cách Mạng Tháng 8 này, để giảm ùn tắc giao thông và giúp cho người dân có đi lại thuận tiện hơn nha các anh chị. Rồi bây giờ anh mời các anh chị cùng em đi vòng vòng cái khu Chí Hòa này xem người ta giải tỏa như thế nào rồi nhé. Và nơi em đang đứng đây là ngay số nhà 368A, Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3 anh chị. Tại vì đường Cách Mạng Tháng 8 là đường ranh giới giữa hai quận, một bên là quận 10, một bên là quận 3. Thì người ta cũng đã giải tỏa rồi đây anh chị. Có nhà thì cũng còn chưa giải tỏa. Dạ. Nhưng mà giải tỏa xong thì đọng nước thế này thì sẽ có mũi và sẽ có lăng quăng. Dạ. Cũng là không hay cho lắm. Bởi vì thành phố thì đang vào mùa sốt xuất huyết các anh chị. Nếu mà đọng nước như thế này thì rất là dễ có nhiều lăng quăng và sẽ có bền nhiều cái con mũi sốt xuất huyết, nó sẽ hình thành lên từ cái vũng nước này. Trong khi thành phố thì đang chủ trương là nhà nhà chống mũi đó các chị, bởi vì đang vào mùa sốt xuất huyết, thành phố cũng có nhiều ca nhiễm sốt xuất huyết rất là nặng đó các anh chị. Các anh chị thấy bây giờ người ta cũng có nhà thì người ta đập hết là xây mới các anh chị, cũng có nhà thì người ta sửa lại cái mặt tiền của mình. Dù sao thì sửa mới lại nhìn cũng đẹp đẽ hơn, khang trang hơn các anh chị. Hồi xưa thì khu này cái mặt tiền cũng hơi lụp xụp, bởi vì người ta thụt cái nhà vô trong á, rồi ở trước người ta chỉ che, người ta giống như là che tạm á các anh chị, người ta cho thuê mặt bằng thôi. Thì nó cũng rất là lụp xụp, không có được đẹp. Bây giờ nó giải tỏa hết những phần tre đó đi thì bắt đầu nó sẽ đẹp đẽ hơn đó các chị, nhà sẽ sáng sủa hơn, cao ráo hơn.
có những nhà người ta sửa lại mặt bằng mình nó ngay á các anh chị, còn có những cái nhà sửa thì nó hơi xéo, nhìn nó hơi xéo, nó mang cái nhà kiểu như là người ta phải sửa phong thủy hay gì đó, xây cái nhà mình theo hướng phong thủy mình thích đó, thì làm ăn sẽ thuận lợi dễ dàng hơn. Nên như có cái nhà mặt tiền chị thấy nó hơi xéo luôn, những nhà thuốc Phương Ngân nè, mặt tiền nó hơi xéo về rồi gọi nó hướng tây đó các anh chị. Giờ các anh chị thấy ngổn ngang công trình không? Đi đâu cũng thấy sửa chữa. Ở đây thì người ta đập xong rồi, bây giờ thì người ta sẽ sửa chữa trang trí làm đẹp lại thôi. Thì khoảng vài tháng nữa thì khu vực này sẽ là những cái căn nhà mới, nhìn mặt tiền mới, sạch sẽ, khang trang, đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Những cái nhà này cũng đập nè các anh chị, mà bây giờ người ta vẫn chưa đập, đập có một phần thôi, vẫn chưa xong. Có những người ta đi mua phế liệu các anh chị, đi mua phế liệu, đi mua sắt dùng để mà gọi là nhiều thành phần mà. Đây một đống hoàn toàn. Các anh chị thấy Sài Gòn không? Chỗ nào gọi là lộn xộn mà sẽ có rác thôi các anh chị. Người dân tận dụng những cái chỗ lộn xộn như thế này, vứt rác bừa bãi lung tung. Đây là gọi là hậu của giải tỏa nè các anh chị. Ghê không? Đóng xà bần hỗn lộn, vừa xà bần vừa rác. Ở Sài Gòn mà chỗ nào vứt rác được là ta vứt thôi các anh chị, chỗ nào gọi là tận dụng làm biến đi xa, chỗ nào có nhiều xà bần, chỗ nào có nhiều phế liệu, chỗ nào có nhiều gọi là đóng hỗn lộn thì người ta sẽ vứt rác tận dụng mọi lúc mọi nơi. Ngay đây là ngay chỗ đình Chí Hòa nè anh chị, cổng đình Chí Hòa người ta cũng đã dời vô trong rồi đó các anh chị. Cổng đình Chí Hòa, cổng đình xưa, cổng đình xưa người ta cũng sẽ đập được 4-7 năm cách mạng tháng 8, người ta sẽ đập cái cổng đình đó có rất lâu đời đó chị, người ta sẽ dời vào trong, dời cái cổng vào trong để mà cũng phải bàn giao mặt bằng, bởi vì cái dãy nhà này cũng đập hết rồi. Vậy thấy cái nhà này bự không? Quá trời bự luôn. Cũng phải đập bỏ, bàn giao mặt bằng. Giờ ta dọn trống rồi đó các anh chị, để chuẩn bị cũng phải đập thôi. Nhà rất là to, rất là rộng luôn. Thì thế một đống xà bần, một đống hỗn loạn thôi. Nơi nào có xà bần đổ thì nơi đó sẽ có rác tập trung. Rất là ghê luôn. Giờ
ta ép cọc bê tông để ta xây nhà mới đó các anh chị. Ở đây thì ta xây nhà mới, đập bỏ hoàn toàn nhà cũ luôn, ta xây nhà mới. Nói chung là mình có điều kiện, mình có tiền thì mình xây nhà mới là nó sẽ gọn đẹp và theo ý muốn của mình hơn, chứ nhà mình đang ở mình phải cắt phân nữa rồi sửa lại thì nó cũng bất tiện nhiều thứ. Rồi có tiền thì mình đập, mình xây được hết thì rất là ok. Ồ, quá trời rác, một đống không gọn luôn. Khu này là khu vực Hòa Hưng Chí Hòa nha các anh chị. Khu này cũng sẽ có một cái nhà ga mọc lên nên là người ta giải tỏa cũng rất là nhiều. Đây còn một bức tường chưa chịu đập đây. Xuất hiện một đống rác bự chà bá luôn. Nơi đâu có xà bần, có giải tỏa, có xà bần không dọn dẹp thì người dân sẽ gọi là tận dụng vứt rác như liền. Cơ hội mà không cần phải đi xa vẫn có chỗ để mà đổ rác hả các anh chị. Đây người ta cũng giải tỏa ngay cái hẻm ngay trạm y tế phường, trung tâm y tế quận 10, trạm y tế phường 13 quận 10. Đập còn hai chiếc cô be nằm đây. Wow, khúc này đập hơi sâu á, nhà sụp vô hơi sâu. Là mé bên của một con hẻm. Nhà ở đây dài á, nhà ở đây là khá dài á, đập vô như đó mà phía sau còn là rất là nhiều. Giải tỏa như là hơn chục mét rồi đó, đó. Nhưng mà nhà vẫn còn dài mà vẫn còn sử dụng tốt. Nhà ở đây dài thì giải tỏa cũng không có sao, cũng còn ở sử dụng được. Có những nhà giải tỏa thì còn 9 tấc cỡ 1m2 thì thôi bó tay rồi, phải đi chỗ khác chứ đâu có ở được ở đây nữa. Cứ đi dọc trên cái con đường cái mạng tháng 8 này là sẽ nghe tiếng gọi là máy đục, máy khoan, máy cắt bê tông, sẽ gặp những cái giải tỏa công trình, công trường rất là lộn xộn. Nhưng mà vài năm nữa thì bộ mặt của cái mạng tháng 8 này sẽ đẹp hơn, hoành tráng hơn, gọi là sang trọng hơn.
người ta giải tỏa rồi thì người ta quay tôn lại để sợ người dân vứt rác bừa bãi, nên là phải quay tôn lại giữ cái mặt bằng mình nó sạch sẽ chứ không thành là một cái bãi rác chiến trường luôn. Ở đây là vậy, cứ chỗ nào trống không có ai quản lý, không có ai coi là người ta sẽ vứt rác bừa bãi. Tiến hành đập đi. Thấy đập hết, không có còn chỗ nào hết. Là chỗ nào có cái nhà ga mọc lên là sẽ đập, để bàn giao mặt bằng cho cái nhà ga ta thi công đó các chị. Nên là mình phải đập bàn giao cho trong tháng 10 năm 2020. Cao lên để mà tận dụng lại đủ cái diện tích cũ mình sử dụng rồi thành một căn nhà mới rất là đẹp luôn. Ve chai long dịch giúp tích ao nha mũ bể. Nhà này đập ra không có sắt luôn ha, gỗ không một hết. Cái cây này nó rớt xuống ông rồi, gió nó thổi nó bay nó rớt. Còn là mấy anh xây dựng đẹp trai không? Đúng là nhà để thì ở được mà phá ra thấy bó tay ha, không có gì mà xài được. Ở nhà dựa dựa nhau cái tấm trống rồi bọc đúng rồi. Vậy xây nhà xây sao ăn gian giữa nhà phía trước không. Tiền làm vậy đó anh ơi, có tiền là làm khác rồi. Có tiền thì độc lập tự do, tự thân tự chủ, còn không có tiền thì thôi dựa gá ghiếu đỡ. Ở nhà hai bên làm hai cái cột xong á, ốp cho có rồi hiểu không? Thank you.
những cái nhà nhỏ nhỏ vậy phải làm bằng tay thôi, không có dùng xe cua be được, tại vì nhà nhỏ, diện tích nhỏ, chiếc cua be nó vô nó không hoạt động được, nó có cái tay cần của nó quay tới quay lui không hoạt động được nên là phải đập bằng tay. Với lại cái nhà này thì giải tỏa cũng đơn giản mà, nên cần 2-3 anh công nhân đập trong vòng ngày là xong rồi. Nhỏ, gọn, đơn giản, nhanh, gọn, lẹ. Hôm mưa nè, hôm bước trời mưa lớn nè, nó là mềm tường nè. Hôm mưa quá lớn luôn. Nắm cũng như là biết được tình hình giải tỏa đến đâu. Dạ, và xin em xin dừng đoạn video clip ở đây. Dạ, hẹn gặp lại quý các bác anh chị ở những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những cái gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại. Đó, bây giờ kẹt xe quá rồi. Kẹt xe trên đường Cách Mạng Tháng 8 đây.